Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review trước nội dung đấu phá thương khung phần 5 tập 64 nhé. Thời gian trong thâm cốc ngăn cách nhanh chóng trôi đi, bất chi bất giác, từ lúc Mỹ Đỗ Toa rời đi đã gần nửa năm thời gian. Như vậy tính ra, Tiêu Viêm cùng Tử Nhiên với thời gian bế quan, hình như cũng đã một năm. Thâm cốc hoang vắng, Tiêu Viêm đã cảm giác được cấp bậc đấu hoàng. Tiếp đó khẽ vuốt vuốt cái ấn ký bạch sắc hỏa diễm trên trán, sâu trong linh hồn, đang yên lặng đột nhiên xuất hiện một chút rung động không hiểu. Tiêu Viêm lập tức tung linh hồn lực như một cơn hồng thủy lập vào bên trong hỏa ấn trên trán. Linh hồn lực lượng vừa mới vọt vào bên trong hỏa ấn, một tiếng trầm thấp vang lên ầm ầm như muốn nổ tung bên trong đầu Tiêu Viêm. Chợt trước mắt đột nhiên tối sầm, xuất hiện trước mắt là một hàng dày đặc bạch sắc hỏa diễm kéo dài thành một con đường nhỏ, mà ở hai bên con đường nhỏ này là hắc ám sâu không thấy đáy. Nơi này là hồn điện sao? Linh hồn Tiêu Viêm phát ra âm thanh thì thào ngây dại, mà khi thanh âm vừa phát ra chốc lát, không gian trước mặt đột nhiên chấn động. Chợt không gian nổ tung như những mảnh gương vỡ, một cỗ linh hồn lực lượng kinh khủng chấn vỡ không gian, quỷ dị âm trầm rồi đột nhiên dữ dội tuôn ra, vẻn vẹn tiếp xúc đã đánh tan linh hồn tàn khuyết của Tiêu Viêm. Linh hồn hóa thành hư vô trong chốc lát, trong sân cốc Tiêu Viêm đột nhiên mở choàng hai mắt, mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán, trong mắt mơ hồ có một chút hoảng sợ. Hắn dám khẳng định, lúc trước dưới sự trợ lực của linh hồn hỏa ấn đưa hắn tới địa phương đó, nhất định nơi đó là hồn điện thần bí. Trong sơn động vang lên tiếng thở hổn hển, sau một lúc mới dần dần giảm đi. Tiêu Viêm lau mồ hôi lạnh trên trán, đặt mông ngồi xuống tảng đá, cả người trầm tư suy nghĩ. Đại điện vô cùng khổng lồ lúc trước hẳn là hồn điện cực kỳ thần bí rồi, với việc vì sao mình có thể đi vào nơi đó nhìn trộm, Tiêu Viêm chỉ có thể giải thích là do Dược Lão đem linh hồn lưu lại ở hỏa ấn trên trán. Lúc trước khi không gian vỡ tung đã xuất hiện linh hồn cực kỳ khủng bố, hẳn là người thủ hộ của hồn điện. Về phần có phải là người đứng đầu hồn điện hay không, Tiêu Viêm cũng không rõ. Dù thế nào đi chăng nữa, điều hắn thấy rõ nhất chính là mặc dù thực lực của mình lúc này có tiến bộ lớn, nhưng vẫn không phải là đối thủ của cường giả thần bí kia. Hồn điện này quả nhiên cường giả đông đảo, linh hồn khủng bố lúc nãy chỉ sợ ngay cả vụ hộ pháp so ra cũng còn kém xa. Tiêu Viêm thấp giọng thì thào, một lát sau day day chán, nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ cục diện có không tốt đi chăng nữa, ít nhất hắn còn biết Dược Lão xác thật đang còn sống. Chỉ cần còn sống như vậy chắc chắn sẽ có cơ hội. Lão sư, chờ đệ tử. Từ từ nắm chặt tay, trong mắt Tiêu Viêm ẩn hiện sự kiên nghị, đứng dậy thở sâu một hơi, đấu khí trong cơ thể như hồng thủy trồm lên, chạy khắp cơ thể xua đi cỗ hàn ý. Hiện tại, hắn đã là một gã đấu hoàng chân chính, hơn nữa hắn còn trẻ, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, Tiêu Viêm tin tưởng, lần sau gặp lại, linh hồn khủng bố trong hồn điện kia, hắn tất nhiên sẽ không giống hôm nay, không có lực đánh trả. Đem tạp niệm trong lòng đuổi đi, thân hình Tiêu Viêm vừa động, từ từ bước đến chỗ đống đá vụn bịt kín cửa sơn động, chậm rãi giặt tay lên một tảng đá lớn. Trong miệng quát lớn, phá, ầm. Sau khi tiếng quát của Tiêu Viêm vang lên, tiếng nổ ầm ầm nhất thời vang vọng, chợt vô số đá vụn trước cửa sơn động nổ tung, cho bụi bay mù mịt, cuối cùng sơn động lại lần nữa được mở ra. Khi bước ra ngoài, Tiêu Viêm đã nhíu mày vì không thấy Mỹ Đỗ Toa đâu cả. Nghĩ ra hỏa này có chuyện quan trọng phải rời đi nên Tiêu Viêm đành ở lại sơn cốc chăm sóc cho Tử Nhiên, tiện thể cũng tranh thủ cơ hội này mà tu luyện. Không ngờ đấu khí trong cơ thể mình hiện giờ đã tăng vọt lên, thời gian trong sơn cốc vẫn lặng lẽ trôi đi. Chẳng qua hiện nay sơn cốc so với đoạn thời gian trước không nghi ngờ là đã nhiều hơn một chút sinh khí, mà nơi sinh khí phát ra chính là chỗ Tiêu Viêm ngày ngày đều luyện tập cho thuần thục đấu khí mà làm cho sơn cốc bị phá hư, phát ra những âm thanh ầm ầm. Việc tu luyện cho phù hợp với thực lực hiện giờ khiến cho thời gian nhanh chóng trôi đi, bất chi bất giác đã nửa tháng trôi qua, mà trong khoảng thời gian này quang kén lâu nay vẫn không hề có động tĩnh gì, rốt cuộc đã có biến hóa khiến Tiêu Viêm kinh hỉ. Mặt ngoài quang kén không chỉ mấy cái ký hiệu phát quang càng lúc càng sáng, hơn nữa mơ hồ có thể thấy rất nhiều khe nhỏ từ từ lan ra, cũng lộ ra một ít tử sắc hào quang. Xem tình huống này, hình như khoảng thời gian để Tử Nhiên phá kén trừ ra cũng không còn xa. Trong lòng thoáng vui mừng, Tiêu Viêm tiếp tục bắt tay vào tu luyện phiên hải ấn, đế ấn quyết đệ nhị ấn. Quy lực của nó quả nhiên so với khai sơn ấn càng cường đại hơn nhiều. Khi đang mãi mê tung pháp ấn thi chuyển phiên hải ấn thì sơn cốc đột nhiên rung chuyển. Chỗ tử sắc quang kén trong sơn cốc, giờ phút này chính là đang bộc phát ra ánh sáng chói mắt, bắn thẳng về cuối chân trời, cuối cùng đụng vào không gian phong tỏa làm phát ra từng đợt sóng dao động lan tràn khắp nơi. Hai mắt của Tiêu Viêm phát sáng, nhìn chăm chăm vào cột sáng màu tím thật lớn kia. Bằng vào nhãn lực của hắn có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong một thân ảnh mờ mịt. Cột sáng kéo dài một lát, liền trở nên nhạt đi. Một lát sau, cuối cùng đã hoàn toàn tiêu tán, mà bóng người trong đó cũng trực tiếp hiện ra trong ánh mắt của Tiêu Viêm. Bóng người xuất hiện, một thân thể trần trụi, tử quang bao bọc xung quanh thân thể, làm cho nàng khi nhìn qua đầy vẻ yêu mị. Đầu thon dài, mái tóc tím mềm mại rối tung xõa xuống, trực tiếp buông xuống bộ ngực, ngực nảy nở, mông săn chắc, thân thể thành thục, đều còn là tiểu cô nương lúc trước không chút vẻ phong tình. Mà nhìn kỹ dung mạo có vài phần đáng yêu quen thuộc, rõ ràng là tiểu Tử Nhiên đã thành thục. Đây là Tử Nhiên,
Tiêu Viêm trợn mắt há mồm nhìn cô gái có dáng người thành thục xinh đẹp với bộ tóc rối dài này. Khó có thể tưởng tượng, tiểu thí hài kia khi phát dục lại tốt đẹp như vậy, quá ư mê hoặc. Tiêu Viêm ánh mắt không chớp một cái từ trong nạp giới lấy ra một bộ áo choàng đưa cho Tử Nghiên. Khi mặc xong y phục, Tiêu Viêm dẫn Tử Nghiên rời đi để tìm Mỹ Đỗ Toa. Hai thân thể chợt hóa thành một cái bóng mơ hồ, lao nhanh về phía Thanh Sơn Trấn. Thanh Sơn Trấn hôm nay so sánh với lúc trước không thể nghi ngờ rằng có vẻ áp lực cùng yên tĩnh hơn rất nhiều. Trên đường phố trong trấn, ít thấy bóng người, cửa trấn ở bốn phía cũng bị đóng chặt lại. Mà phía trên tường thành cao ngất được xây bằng đá hoa cương đang ẩn hiện bóng người dày đặc. Trong đám người không ngừng có tiếng bàn tán thấp giọng xôn xao. Mẹ nó, Mỹ độc sư này làm sao tiến được vào bên trong đế quốc? Phía trước không phải có phòng tuyến của Viêm Minh cùng đế quốc sao? Ba đế quốc lớn bắt tay cùng tiến công Gia Mã đế quốc. Viêm Minh có mạnh đi chăng nữa cũng là có hạn về số người, làm sao có thể chiếu cố được ở khắp nơi? Mấy vương bát đản này hẳn là thừa dịp có kẽ hở nên lén lút trốn vào. Bây giờ phải làm sao đây? Xem huy chương trước ngực của tên ở giữa bọn hắn, chính là một gã tứ phẩm độc sư. Loại độc sư cấp bậc này, ngoại trừ cường giả cấp bậc đấu vương ra thì có ai có thể thu thập được? Ai? Thanh Sơn Trấn của chúng ta bây giờ chỉ có đội trưởng Nghiêm Thừa của huyết chiến dòng binh đoàn là 8 sao đấu linh. Những người khác phần lớn đều là đấu sư hoặc đại đấu sư. Nếu cái tên tứ phẩm độc sư kia quăng một mảnh khói độc lại đây, chỉ sợ không ít người sẽ lập tức hôn mê. Mẹ nó, cùng lắm thì liều mạng cùng bọn họ. Chúng ta nhiều người tại sao lại phải sợ mười mấy người bọn hắn? Bọn họ đang ước gì chúng ta tự động mở cửa thành ra? Không phải ngươi không biết sự đáng sợ của độc sư, am hiểu nhất chính là lấy một địch nhiều. Nếu không có thực lực tuyệt đối áp chế thì muốn đánh chết không phải dễ à? Ở giữa đám người đông nghịt kia, ở trong dòng binh đoàn một đại hán sắc mặt lạnh lùng đang đứng. Trên ngực bọn họ đều có cùng một dạng huy chương dòng binh đoàn. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là huyết chiến dòng binh đoàn năm đó được Tiêu Viêm cứu một lần. Mà người trung niên ở giữa bọn họ cũng chính là đội trưởng Nghiêm Thừa của huyết chiến dòng binh đoàn. Ở bên cạnh hắn còn có hai bóng người quen thuộc, Tạp Cương cùng Linh Nhi. Giờ phút này sắc mặt mọi người thoáng có chút khó coi, ánh mắt đều tập trung vào mười mấy bóng người ở bên ngoài tường thành. Nhị thúc, làm sao bây giờ? Cứ phòng thủ chặt thế này cũng không phải là biện pháp à? Nghe nói có không ít người đã lén tiến vào ma thú sơn mạch này. Gần đây không ngừng truyền đến tin tức các trấn nhỏ bị huyết tẩy, thủ đoạn độc ác kia chỉ có những tên biến thái đó mới làm ra. Đôi mắt sáng của Linh Nhi hung hăng nhìn về phía hơn 10 bóng người dưới tường thành, thanh âm có chút lo lắng nói, không tử thủ thì còn có thể làm thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện trong số bọn hắn có một tứ phẩm độc sư hay sao? Loại độc sư cấp bậc này, cho dù là ta cũng chỉ có phần thắng cực nhỏ. Nếu không phải đối phương không có cường giả có thể bay lên không trung cùng với trấn Thanh Sơn bởi vì phải phòng ngự ma thú tập kích mà cố ý xây dựng thành tường cao thì sớm đã bị bọn hắn xông tới, chém giết bốn phía rồi. Sắc mặt Nghiêm Thừa cũng có chút tối sầm, nói bây giờ chỉ có thể đợi. Nơi này là địa phận bên trong của Gia Mã Đế Quốc, nếu chống đỡ được một khoảng thời gian, nói không chừng sẽ có cường giả của Viêm Minh tiến đến cứu viện. Nghe vậy, Linh Nhi cũng chỉ cười khổ một tiếng, trong lòng thầm thở dài tự nhủ. Phần lớn cường giả của Viêm Minh bây giờ đều bị cường giả của ba đế quốc cầm chân, làm gì còn lực lượng dư thừa. Trong lúc mọi người trao đổi lập kế hoạch thì mười mấy bóng người mặc áo bảo màu cho phía dưới tường thành cũng có động tĩnh. Một lão già trên ngực đeo huy chương hình con rết có bốn vệt màu sặc sỡ chậm rãi đi ra, con mắt hình tam giác âm u lạnh lùng nhìn tường thành, giọng nói chói tai khó nghe chậm chậm truyền ra, quanh quẩn vang lên trong tai mỗi người trên tường thành. Cho các người thời gian 10 phút để suy nghĩ, cuối cùng là tự mình mở cửa thành hay là để lão phu thi triển khói độc làm cho tất cả mọi người trong trấn nhỏ này chôn cùng vì hành vi ngu xuẩn của các ngươi. Nói xong, lão già áo xám liền chậm rãi nhắm mắt lại, không để ý đến những lời nói này làm cho phía trên tường thành bao nhiêu rối loạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 phút sau, lão già áo xám mở mắt ra, nhìn thấy tường thành vẫn không có phản ứng, trên khuôn mặt khô héo không khỏi hiện lên chút nét cười tàn nhẫn, thanh âm lạnh lùng nói, các ngươi còn tưởng tường thành này có thể bảo vệ các ngươi? Dứt lời, khuôn mặt lão già đột nhiên mọc lên một tầng ánh sáng xanh quỷ dị, tay áo chợt vung lên, một cỗ khói độc nồng đặc màu xanh biếc hiện ra. Khói độc chợt xuất hiện, 10 tên có chút trẻ tuổi khoác áo choàng màu xám phía sau lão già quát một tiếng, hai tay khua lên mang theo từng đạo cuồng phong, mà dưới sự thổi quét của cuồng phong, khói độc màu xanh biếc cũng dần dần khuếch tán ra, cuối cùng lan về phía tường thành, dùng đấu khí bao bọc thân thể, đừng có hít thở. Nghiêm Thừa nhìn thấy khói độc xanh biếc đang chậm rãi bay lên kia, sắc mặt nhất thời đại biến, quát lớn. Nghe tiếng quát lớn của Nghiêm Thừa, dòng binh trên tường thành vội vàng dùng sức thúc giục đấu khí trong cơ thể đem thân thể bao bọc lại, kiệt kiệt. Bằng vào đám dòng binh bất nhập lưu các ngươi cũng muốn ngăn cản lục xà đầu của lão phu. Lão già áo xám thấy vậy nhất thời cười lạnh một tiếng, vất tay lên, 10 người phía sau vội vàng liều mạng thúc giục đấu khí trong cơ thể, sau đó tạo ra từng đợt cuồng phong thổi quét đám khói độc xanh biếc kia. 1111 theo khói độc bốc lên, một lát sau, khói độc cuối cùng cũng đạt đến độ cao của tường thành, lập tức bao phủ lấy đám dòng binh. Mà vừa mới tiếp xúc, không ít dòng binh có thực lực thấp liền xuất hiện choáng váng đầu, một lúc lâu sau lại trực tiếp ngã xuống đất, lâm vào hôn mê. Thấy thế, sắc mặt của Nghiêm Thừa càng thêm khó coi, cắn răng, độc ác nói, mẹ nó, liều mạng cùng đám vương bát đàn này, các huynh đệ,
theo ta cùng tiến lên. Mà ở lúc mọi người đang chuẩn bị lao xuống tường thành thì độ ấm nơi này đột nhiên nhanh chóng lên cao. Mà theo độ ấm tăng lên thì khói độc xanh biếc nồng đậm kia cũng phát ra tiếng vang suy, suy, chợt giống như tuyết đọng gặp phải dầu sôi, nhanh chóng tiêu tan. Một màn đột ngột xuất hiện làm cho tất cả mọi người của hai bên đều ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt mờ mịt. Trong lúc mọi người không rõ chuyện gì thì ở hướng ma thú sơn mạch bên kia thoáng xuất hiện hai bóng người, trong mấy cái hô hấp đã trống rỗng hiện ra trên giữa khoảng không của trấn nhỏ, đấu phương cường giả. Trên tường thành, đám người Nghiêm Thừa đang có chút thấp thỏm bất an, nhìn thấy gương mặt vừa lộ ra của người thanh niên áo choàng đen kia đều đột ngột ngẩn ra. Linh Nhi ở một bên cũng trợn mắt há hốc mồm, trong miệng lẩm bẩm nói, dĩ nhiên là hắn, Tiêu Minh Chủ. Nghiêm Thừa sau khi ngẩn người cũng nhanh chóng phản ánh lại, thân thể chợt đứng dậy, kích động hô to, Tiêu Viêm ở trên bầu trời. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn mười mấy bóng người áo xám đang chạy trốn kia, ở đầu ngón tay, một ngọn lửa vô hình hơi hơi dao động. Phốc, phốc, trong giây lát khi dao động truyền ra, mười mấy bóng người áo xám sắp sâu vào rừng rậm kia đều đột nhiên run lên, chợt dưới từng đạo ánh mắt kinh hãi trên tường thành, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không lưu lại một câu, lập tức liền hóa thành từng đoàn tro bụi tối đen. Trong nháy mắt thì triển thủ đoạn độc ác đánh chết sạch mấy người này, thân hình Tiêu Viêm khẽ động, liền trực tiếp hiện ra trên tường thành, khẽ cau mày nhìn mấy song binh đang hôn mê ở bên kia. Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra mấy viên đan dược, sau đó ném lên không trung, cong ngón tay búng ra, một luồng ngọn lửa màu xanh biếc xuất hiện bao bọc đan dược lại, chợt một cỗ đan hương nồng đậm từ giữa khuếch tán ra, mà theo sự khuếch tán của đan hương, mấy song binh bị trúng độc hôn mê kia ở trong những tiếng ho khan chậm rãi tỉnh dậy, mờ mịt nhìn quanh, không để ý đến từng đạo ánh mắt kính sợ nóng cháy ở xung quanh. Tiêu Viêm bước về chỗ đám người Nghiêm Thừa, mở miệng nói câu đầu tiên, trầm giọng hỏi, trong đế quốc đã xảy ra chuyện gì? Những tên vừa rồi là độc sư sao? Loại chức nghiệp này tại Gia Mã Đế Quốc rất hiếm thấy, làm sao mà xuất hiện nhiều như vậy? Bọn họ là độc sư của Xuất Vân Đế Quốc, Nghiêm Thừa thở dài nói, một năm trước, sau khi Tiêu Minh Chủ cứu huyết chiến xong binh đoàn không lâu, Xuất Vân Đế Quốc đã tấn công Gia Mã Đế Quốc. Trong quân đội của Xuất Vân Đế Quốc có không ít độc sư, với sự giúp đỡ của chúng, căn cứ của Gia Mã Đế Quốc tại biên giới thất thủ không ít. Sau đó Độc Tông cũng gia nhập liên minh với Xuất Vân Đế Quốc, đó là thế lực mới quật khởi vài năm gần đây tại Xuất Vân Đế Quốc. Trong 5 năm đã đem tất cả tông môn thế lực tại Xuất Vân Đế Quốc hủy diệt hết, Độc Tông nhanh chóng trở thành chúa tể duy nhất tại Xuất Vân Đế Quốc. Nghe nói ngay cả hoàng thất của Xuất Vân Đế Quốc cũng bị bọn chúng điều khiển tại Xuất Vân Đế Quốc. Lời nói của Độc Tông tông chủ còn có trọng lượng hơn cả hoàng đế. Nhìn vẻ nghi hoặc trên mặt Tiêu Viêm, Nghiêm Thừa lại giải thích, Độc Tông tông chủ thực lực như thế nào? Tiêu Viêm chậm rãi hỏi, nghe nói là đấu tông cường giả. Bởi vì sự tham chiến của Độc Tông nên Viêm Minh của Gia Mã Đế Quốc cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, do đó mà một tràng giao thủ của hai thế lực lớn lập tức mở ra. Nửa năm trước trong một lần đại chiến, vị Độc Tông tông chủ kia có hiện thân một lần, Băng Hoàng Hải Ba Đông, cùng với gia lão lão tiền bối của hoàng thất cùng một đầu ma thú đỉnh cấp đấu hoàng liên thủ mà cũng bại trong tay vị tông chủ này. Nghiêm Thừa cười khổ nói, cái cấp bậc giao đấu kia đối với hắn thật quá xa vời, cho dù tưởng tượng cũng cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt lóe lên, trong lòng Tiêu Viêm hơi trầm xuống, không nghĩ tới ngay cả Hải Ba Đông ba người liên thủ mà cũng không phải là đối thủ của Độc Tông tông chủ. Hắn vất tay nói tiếp đi, tại lúc ba người Băng Hoàng gặp nguy cơ thì Mỹ Đồ Toa nữ vương đột nhiên hiện thân cùng Độc Tông tông chủ giao thủ, song phương khó phân thắng bại, cho nên Độc Tông tông chủ mới rút lui, lúc này mới tránh cho Viêm Minh một trận sinh tử kiếp nạn. Vừa nói, ánh mắt Nghiêm Thừa như nhớ lại cảnh giao đấu kinh thiên động địa ngày đó, một lát sau mới hướng Tiêu Viêm cười khổ nói, có Mỹ Đồ Toa nữ vương hỗ trợ, Viêm Minh cuối cùng cũng đứng vững, sau đó liên thủ cùng Giả Nhân Tộc đối phó với Độc Tông, Giả Nhân Tộc cũng tham gia vào sao. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời ngẩn ra, có chút kinh ngạc nói, mặc dù Mỹ Đồ Toa là nữ vương của Giả Nhân Tộc, nhưng Giả Nhân Tộc đối với Gia Mã Đế Quốc cũng không có hảo cảm gì, khiến cho bọn họ ra tay giúp đỡ Gia Mã Đế Quốc hình như là không có khả năng à. Bởi vì Xuất Vân Đế Quốc lúc trước đã xuất quân đại chiến với bọn họ, làm cho Giả Nhân Tộc tổn thất rất lớn, nếu Mỹ Đồ Toa nữ vương không đúng lúc chạy về, chỉ sợ Giả Nhân Tộc đã bị xóa sổ rồi. Nghiêm Thừa gật gật đầu nói, nguyên lai lúc trước Thải Lân đột nhiên rời đi là bởi vì chuyện này. Lúc này Tiêu Viêm mới biết nguyên nhân lúc trước Mỹ Đỗ Toa vội vàng rời đi, nếu địch nhân của mọi người đều là Xuất Vân Đế Quốc cùng Độc Tông kia thì tự nhiên là có thể liên thủ. Mặc dù hiểm khích cũ chưa có xóa bỏ, nhưng già lão của hoàng thất đã nói, nếu trận đại chiến này thắng lợi, Gia Mã Đế Quốc sẽ để cho Giả Nhân Tộc một khối lãnh địa để sinh tồn về sau, đã khiến cho khúc mắt của hai tộc biến mất, có Mỹ Đỗ Toa và Giả Nhân Tộc hỗ trợ, nói vậy Xuất Vân Đế Quốc không chống nổi rồi đúng không? Tiêu Viêm cười nói, đối với thực lực của Viêm Minh hắn tin tưởng mấy phần, hơn nữa Giả Nhân Tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, liên minh mạnh mẽ như vậy, cho dù Độc Tông kia có mạnh hơn một chút cũng không dám đối đầu trực diện, dựa theo tình huống bình thường thì đúng là như vậy. Nhưng khi Giả Nhân Tộc tuyên bố cùng Gia Mã Đế Quốc liên thủ không lâu, Xuất Vân Đế Quốc cũng liên thủ với hai đế quốc khác ngay gần Gia Mã Đế Quốc, tam quốc liên minh lập tức khiến cho áp lực của Viêm Minh và Giả Nhân Tộc đại tăng lên hai đại đế quốc khác.
Tiêu Viêm hơi nhíu mày, trong đầu hiện lên hai cái tên, Lạc Nhạn Đế Quốc và Mộ Lan Đế Quốc. Vâng, hai đế quốc này thực lực mỗi một nước đều không kém hơn Gia Mã Đế Quốc, thậm chí còn mạnh hơn một chút, mà trong hai đế quốc này cũng có hai thế lực không kém chút nào so với Độc Tông. Nói đến đây, Nghiêm Thừa có chút bất đắc dĩ, dừng một chút rồi phun ra hai cái tông môn, Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc. Kim Nhạn Tông, Mộ Lan Cốc, miệng lẩm nhẩm hai cái tên có chút xa lạ này, đôi mắt Tiêu Viêm hơi nheo lại. Kim Nhạn Tông là thế lực cường đại bên trong Lạc Nhạn Đế Quốc, tông chủ Nhạn Lạc Thiên là một đấu tông cường giả hàng thật giá thật, mặc dù chỉ là đấu tông sơ kỳ. Mộ Lan Cốc thuộc về Mộ Lan Đế Quốc, mặc dù không có đấu tông cường giả tọa trấn, nhưng lại có một bộ công pháp hợp chiến độc đáo là Tam Thú Man Hoang Quyết. Mộ Lan Cốc có ba vị trưởng lão tu luyện công pháp này, bọn họ mỗi người chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng khi ba người vận dụng Tam Thú Man Hoang Quyết thì cho dù gặp đấu tông cường giả cũng có thể đại chiến một trận. Bàn về sức chiến đấu không yếu hơn so với Lạc Nhạn Thiên bao nhiêu, Nghiêm Thừa tâm tình quá kích động mà mặt đỏ lên, nước miếng văng tứ tung. Nghe Nghiêm Thừa nói, sắc mặt Tiêu Viêm càng âm trầm hơn. Nếu được này là thật thì Gia Mã Đế Quốc và Viêm Minh lần này có chút nguy hiểm. Ba gã đấu tông cường giả, cho dù có Mỹ Đỗ Tòa cũng không thể ngăn trở được. Không ngờ hắn bế quan chỉ một năm mà Gia Mã Đế Quốc đã xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy. Dựa theo cục diện này, Gia Mã Đế Quốc mặc dù có Viêm Minh duy trì, nhưng cũng khó mà lâu được. Nhưng mà Tam Đại Đế Quốc liên minh kia nội bộ cũng không đoàn kết gì. Mặc dù Tam Đại Tông Môn đều có thể cùng đấu tông cường giả giao thủ, nhưng sẽ không ai tự nguyện đánh trận đầu với Mỹ Đỗ Tòa. Dù sao, luận về đơn đả độc đấu, ngoại trừ Độc Tông tông chủ ra thì Lạc Nhạn Thiên và ba tên trưởng lão của Mộ Lan Cốc cũng không phải đối thủ, mà bọn chúng còn lo lắng nếu bị thương sẽ bị Minh Hữu âm thầm đánh lén, cho nên chúng chỉ không ngừng sắp xếp cường giả trong tông tiến hành quấy rầy làm tiêu hao dần Viêm Minh và Xà Nhân tộc. Nghiêm Thừa thở dài nói, mà vừa rồi mấy tên độc sư của Độc Tông lại yên lặng mà chuồn vào thật có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, phòng tuyến xung quanh đều có cường giả của Viêm Minh không ngừng tuần tra mà. Nghiêm Thừa có chút nghi hoặc nói, dựa theo lẽ thường, cho dù là có thể lẻn vào cũng chỉ có thể là một hai tên mà thôi, nhưng lần này nghĩ tới nghĩ lui mà không giải đáp được. Nghiêm Thừa lắc đầu nói, cục diện bây giờ chỉ có thể hy vọng Viêm Minh và Xà Nhân tộc chống đỡ được, nếu không có thể chúng ta sẽ lâm vào cảnh nước mất nhà tan. Chúng ta sinh ra ở Gia Mã, lớn lên ở Gia Mã, không muốn làm một tên lưu vong không nhà không cửa à. Nhìn thấy đám dòng binh tinh thần xa suốt ở chung quanh, Tiêu Viêm khẽ thở dài, vỗ vai Nghiêm Thừa nhẹ giọng nói, yên tâm đi, Viêm Minh sẽ không ngã xuống được đâu. Ai muốn nó ngã xuống thì trước tiên phải bước qua xác Tiêu Viêm ta đã. Ha ha, minh chủ như ta quả thật là vô trách nhiệm, những chuyện trọng đại như thế này cũng chưa từng tham dự vào à. Ha ha, người của Viêm Minh chúng ta cùng với người của Gia Mã Đế Quốc vẫn luôn chờ ngài trở về. Ngài hiện tại chính là cứu tinh của tất cả mọi người đấy. Nghiêm Thừa lau khóe mắt có chút hồng hồng cười nói, đúng rồi, nếu minh chủ muốn tới tiền tuyến thì có thể trực tiếp chạy tới mặt đông của căn cứ Hắc Sơn. Đoạn đường đó tình hình chiến đấu là kịch liệt nhất, nhiều cường giả của Viêm Minh và Xà Nhân tộc cũng đều ở đó. Một khi đã như vậy, Tiêu Viêm cũng không thể nán lại lâu nữa. Tiêu Viêm cười, mắt hướng về phía đông xa xôi chậm rãi gật đầu, cũng không nhiều lời, hướng Nghiêm Thừa chắp tay, chợt hỏa rực xanh biếc sau lưng chậm rãi bung ra, thân hình cứ như tạo thành huyễn tượng trên không dần dần mơ hồ trong ánh mắt kính sợ của mọi người. Mọi người cố gắng kiên trì, Tiêu Viêm đã trở lại, tầm mắt nhìn về chân trời phía đông, trong lòng Tiêu Viêm tự nói một câu, hỏa rực rung lên liền biến mất tại chỗ, rời khỏi Thanh Sơn trấn. Tiêu Viêm trực tiếp hướng tòa Hắc Sơn theo lời Nghiêm Thừa nói như tia chớp lao đi, mà ở ngay phía sau, Tưởng Nghiên cũng bay theo sát. Bằng tốc độ bây giờ của hai người, cho dù bay qua toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cũng không mất bao lâu. Bởi vậy, sau khi phi hành khoảng 2 canh giờ, trước mặt hai người đã xuất hiện một dãy núi cùng bình nguyên đầy cát vàng. Khi bình nguyên hiện ra trong tầm mắt Tiêu Viêm thì hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn biết chắc rằng, nếu tiếp cận giải đất của bình nguyên thì cách Hắc Sơn không còn xa nữa. Tại bình nguyên bát ngát ở đằng trước có chút hoang vắng, dân cư ít lui tới. Đột nhiên phía chân trời vang lên một tiếng xé gió rất nhỏ, hai đạo lưu quang thoáng hiện, hai thân hình một lớn một nhỏ như quỷ dị xuất hiện trên bầu trời. Bên kia có ba hơi thở không yếu, nhưng bọn chúng hình như là đang trốn chạy. Phía sau có hai tên đuổi giết. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày nhìn về phía bắc bình nguyên, chần chờ một chút, hắn phóng linh hồn cảm giác ra, trong nháy mắt đại não đã nhận được thông tin về tình huống đám người kia. 2222 là cường giả Xà Nhân tộc sao? Linh hồn cảm giác nhanh chóng lùi về, Tiêu Viêm đã rõ ràng tình huống. Chạy phía trước là đấu vương cường giả của Xà Nhân tộc, mà hai người phía sau không biết là cường giả của đế quốc nào, nhưng không phải là của Gia Mã Đế Quốc. Tuy nhiên, làm cho Tiêu Viêm có chút ngoài ý muốn là, trong ba Xà Nhân tộc đang chạy trốn có một người quen. Tiêu Viêm thân hình chợt động liền hướng phía Bắc Bình Nguyên lao vụt tới. Nguyệt Mị hôm nay khá chật vật, đã nhiều năm rồi nàng mới lại hưởng thụ cảm giác chạy trối chết như thế này, mà nguyên nhân là từ hai nhân ảnh đang truy đuổi phía sau kia, hai tên vương bát đản chết tiệt kia. Nếu thương thế của ta mà khôi phục, ta nhất định sẽ lổ ra xảo thịt các người, cắt luôn cái tiểu bảo bối của các người. Đuôi rắn của Nguyệt Mị quỷ dị điểm trên mặt đất, thân hình lướt đi trên mặt đất, mà trong lúc chạy trốn, nàng không quên quay đầu lại ác độc nguyền rủa hai đạo nhân ảnh phía sau. Ai, bất quá Linh Nham Thành đã bị phá,
chỉ sợ là không ít người của Tam Tông tràn vào đế quốc a, thật là phiền toái. Nguyệt Mị vốn là người thủ hộ của Linh Nham Thành, bằng vào thực lực thất tinh đấu vương của nàng, vài lần trước đều thuận lợi đem cường giả có ý đồ tấn công của Tam Tông này đánh đuổi đi. Nhưng lúc này đây, vận may đã không còn nữa. Không ai ngờ được là tại một cái thành thị nhỏ bé như vậy mà Liên Minh Tam Tông lại phái ba tên cường giả đấu vương, hơn nữa trong đó còn có một gã bát tinh đấu vương. Ba đấu vương cường giả xuất binh tấn công thành, kết quả rất rõ ràng, Nguyệt Mị vì thế mà bị đánh trọng thương bởi một gã đấu vương, gã đó chính là tên bát tinh đấu vương. Sau đó, nàng liền bỏ thành mà chạy, may mắn là trong thành có không ít nhân thủ tranh thủ thời gian mà chạy trốn trước đó. Bởi vậy, khi quân lính của Liên Minh Tam Tông kia vào thành, thì tuyệt đại bộ phận người trong thành đã lặng lẽ rút lui hết, mà cũng vì như thế nên đám đấu vương cường giả này phẫn nộ, lưu lại một tên giữ thành, hai tên còn lại đuổi giết đám Nguyệt Mị không tha, cứ như không chết không bỏ qua vậy. Đương nhiên, không chỉ mình Nguyệt Mị chật vật, hai người đuổi phía sau cũng không hề khá hơn. Mẹ nó, lão tử mà bắt được con ả kia sẽ tra tấn ả một trận mới có thể phát tiết được mối hận trong lòng ta. Một gã trung niên sắc mặt âm trầm, ánh mắt chằm chằm nhìn bóng hình xinh đẹp cách phía trước không xa. Mặc dù hiện tại đang chật vật chạy trối chết, nhưng cái thân hình kia vẫn như cũ lộ ra vài phần mê người a. Hắc hắc, nghe nói nữ nhân xà nhân tộc trên giường rất tuyệt vời, ở Lạc Nhạn đế quốc chúng ta, một nữ nô xà nhân tộc có giá cực cao, không biết mỹ nữ cấp đấu vương xà nhân tộc này so với nữ nô bình thường còn tuyệt vời hơn không? Một người khác mắt lộ vẻ dâm tà, cất giọng the thé cười nói. Nghe vậy, gã trung niên sắc mặt âm trầm, thần sắc khẽ động, gật đầu cười nói, một khi đã như vậy càng không thể buông tha à, thêm chút sức đi, không nên tiến quá sâu vào Gia Mạn đế quốc, nếu gặp phải cường giả khác thì rất phiền toái. Dứt lời, trong cơ thể hai người đột nhiên bộc phát ra ánh kim quang, một đôi cánh nhạn màu kim quang kéo dài ra từ sau lưng hai người, kim rực rung lên, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Nguyệt Mị đang chạy trối chết phía trước cũng cảm nhận được kinh lực phóng ngày càng gần từ phía sau, nàng cắn chặt răng liều mạng thúc giục đấu khí trong cơ thể, nhưng lại làm vết thương thêm nghiêm trọng hơn, khiến nàng chịu áp lực rất lớn. Đột nhiên hào quang đấu khí trở nên ảm đạm hơn rất nhiều, đôi rắn cũng trở nên mềm nhũn, cả người nhất thời quỵ xuống nặng nhọc thở phì phò từng hơi. Sao thế, chạy hết nổi rồi à? Nguyệt Mị vừa ngã xuống, hai đạo kim quang phía sau thoáng cái đã đến gần, một trước một sau phong tỏa hết đường lui của nàng. Một tên trung niên mắt sáng lên chậm rãi lướt qua lướt lại cặp tuyết lê trắng bóc trước ngực nàng, khóe miệng nhếch lên nụ cười dâm đãng. Xà nhân tộc đấu vương nữ nô, ta chưa được hưởng thụ quà nha. Đôi mắt Nguyệt Mị trở nên âm trầm, nhưng vẫn nở nụ cười quyến rũ hướng hai người nói, muốn lão nương hầu hạ các người thì nói đi, làm gì truy xa như vậy chứ? Ha ha, quên đi, tự động đưa tới cửa thì chúng ta có thể không có phúc mà hưởng thụ, nhưng đem người bắt lại, phế đi đấu khí rồi chậm rãi chơi đùa cũng không muộn. Một tên trung niên cười cười, ánh mắt ấm trầm chợt quát lạnh, động thủ, chớ cùng nàng lâu thôi. Tên còn lại gật đầu cười, hai người tay kết thủ ấn, kim quang đại thịnh ngưng tụ thành hai con chim nhạn màu vàng cỡ nửa trượng, rồi chỉ hướng Nguyệt Mị. Hai con kim nhạn ngửa mỏ lên trời kêu lên một tiếng sắc nhọn, hai cánh rung lên hướng Nguyệt Mị bắn mạnh tới. Ngay lúc Nguyệt Mị tuyệt vọng nhắm mắt lại, một tiếng sấm nhỏ vang lên rồi một đạo hắc ảnh như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Mà hai con kim nhạn cách hắc ảnh này gần nửa trượng thì tự động tiêu thất. Sự đau đớn đang chờ đợi không đến, Nguyệt Mị đang cảm thấy nghi hoặc thì một thanh âm ấm áp chậm rãi vang lên bên tai nàng. Ngươi không sao chứ? Nghe được thanh âm này, Nguyệt Mị hơi ngẩn ra, đột nhiên hai mắt mở ra hết cỡ. Một khuôn mặt trẻ tuổi đang mỉm cười hiện ra trong mắt nàng. Thấy được thiện ý của người trẻ tuổi, Nguyệt Mị liền lên tiếng cảnh báo cẩn thận một chút. Hai tên này là cường giả Kim Nhạn Tông của Lạc Nhạn Đế Quốc, thực lực đều là đấu vương, không thể khinh thường. Kim Nhạn Tông, mày thoáng nhướng lên, Tiêu Viêm yên lặng gật gật đầu. Vị bằng hữu này, bầu trời rộng lớn, mỗi người đi một hướng, khuyên người không nên xen vào việc của người khác, nếu không có đôi khi mạng nhỏ cũng không còn đó. Tên trung niên sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy chỉ cười cười, thân hình đứng trước Nguyệt Mị vẫn không hề nhúc nhích. Hắn mặc dù không nói, nhưng lại dùng hành động nói cho hai vị cường giả Kim Nhạn Tông biết ý của hắn. Hắc hắc, người Gia Mã Đế Quốc các ngươi quả thật là nhiệt tình, Kim ta thật lòng bội phục. Nhưng nếu ngươi đã cố ý nhúng tay vào thì cũng chỉ có thể trách mạng ngươi không tốt mà thôi. Nói dứt lời, Tiêu Viêm lập tức xuất thủ đánh cho hai cường giả Kim Nhạn Tông sấp mặt. Biết không phải là đối thủ của thanh niên trẻ trước mắt, hai người Kim chính dốc hết sức lực điên cuồng chạy trốn. Thấy thế, thân hình của Tiêu Viêm cũng thoáng chốc tiêu biến. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến Nguyệt Mị há hốc mặt mày, chưa hết chấn kinh thì hai thân ảnh đột nhiên từ trên trời rơi xuống đập mạnh trên mặt đất. Nàng cúi đầu nhìn thì đúng là hai tên cường giả Kim Nhạn Tông lúc nãy vừa chạy trốn, chẳng qua lúc này bọn chúng đã chết. Chạy trốn thật nhanh à. Thân ảnh Tiêu Viêm cũng từ trên trời thoáng hạ xuống, tùy ý đá hai cỗ thi thể, bình thản nói. Nguyệt Mị kinh ngạc phát hiện hai gã này lúc nãy rõ ràng là chia thành hai hướng chạy trốn, vậy mà chỉ trong tích tắc đã nằm đây. Nguyệt Mị lại nhìn Tiêu Viêm đang lững thững chậm rãi đi tới mà mồ hôi lại càng thêm nhiều. Thực lực người này so với mấy vị cường giả đấu hoàng của Viêm Minh còn mạnh hơn, không biết quý danh của tiên sinh là? Nguyệt Mị cẩn thận dò hỏi. Nhìn thấy bộ dáng cẩn thận của nàng, Tiêu Viêm nhịn không được cười cười, khóe miệng hiện lên một chút trêu tức nói,
Nguyệt Mị thống lĩnh, chẳng lẽ ngươi quên tên tiểu sắc lang năm xưa trong sa mạc không cẩn thận lén nhìn ngươi tắm rửa, sau đó bị đuổi giết ngàn dặm mà? Nghe được lời này, trong đầu Nguyệt Mị dần hiện ra tình cảnh trong sa mạc năm đó, lại nhìn khuôn mặt trẻ tuổi này đúng là có chút quen thuộc, đôi xà mâu mê người nhất thời trợn tròn hết cỡ. Là ngươi? Nhìn bộ dáng kinh ngạc ngẩn ra của Nguyệt Mị, Tiêu Viêm buồn cười gật gật đầu, nói: Nguyệt Mị thống lĩnh nhớ ra rồi sao? Nghe thế, Nguyệt Mị cũng từ trong khiếp sợ khôi phục lại tinh thần, sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng. Bất luận như thế nào, nàng cũng không thể tin được vị cường giả trong lúc giơ tay nhấc nhân có thể lập tức đem hai gã đấu vương đánh chết ở trước mắt, vậy mà lại là thiếu niên năm đó bị nàng đuổi giết chật vật chạy trốn chết. Trong lòng nhớ đến năm đó lần đầu tiên gặp Tiêu Viêm thì Tiêu Viêm hình như mới gần là một đấu sư mà thôi, nhưng hiện giờ ngắn ngủi vài năm, làm sao có thể đạt được đến trình độ thế này? Minh chủ của Viêm Minh cũng là ngươi? Nguyệt Mị hốt hoảng vội vã hỏi. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Biết được điều này, sắc mặt Nguyệt Mị cũng dần dần u ám nặng nề xuống, nói: Trước đó không lâu, nữ vương bệ hạ lại giao thủ một lần cùng vị tông chủ độc tông kia, hai bên đều có tổn thương, rồi sau đó vị tông chủ độc tông kia liền mai danh ẩn tích, dường như là đang dưỡng thương, nhưng nữ vương bệ hạ cũng bị một ít thương thế mà không có thời gian dưỡng thương. Người của ba tông môn nhìn đúng cơ hội này, triển khai thế công, áp lực phía trước căn cứ Hắc Sơn tăng mạnh. Tuy nói lần này tông chủ độc tông không tham dự vào, nhưng Lạc Nhạn Thiên của Kim Nhạn Tông cùng ba vị trưởng lão tu tập tam thú ma hoàng quyết của Mộ Lan Cốc cũng liên thủ tiến đến, bọn họ đều là tồn tại có thể so sánh với đấu tông cường giả. Lần này nữ vương bệ hạ trong ngươi mang thương, chỉ sợ khó có thể ngăn cản được bọn họ liên thủ tấn công. Nghe được tình thế so với lời nói của Nghiêm Thừa càng thêm hỏng bét, trong lòng Tiêu Viêm cũng hơi chút nặng nề. Trừ cường giả tầng cao nhất, tại cấp bậc đấu hoàng cho đến đấu vương, chúng ta cũng rơi vào thế hạ phong. Dù sao đối phương cũng là ba cái tông môn mạnh nhất trong đế quốc xuất vân, nhưng nói chung là vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Bởi vì điểm mấu chốt của trận đại chiến này chính là tại quyết chiến của cường giả cao nhất trong hai bên. Sắc mặt Nguyệt Mị hoang mang nói: Nhưng mà chúng ta bên này chỉ có nữ vương bệ hạ là đấu tông cường giả, đối phương lại có đến ba người. Ai? Hôm nay nếu nữ vương bệ hạ có thể thành công ngăn cản Lạc Nhạn Thiên cùng ba tên trưởng lão của Mộ Lan Cốc, vậy thì chúng ta còn có thể tiếp tục kiên trì được một khoảng thời gian. Còn nếu không thể, hẳn là toàn bộ xong rồi. Nói đến cuối cùng, sắc mặt của Nguyệt Mị cũng ảm đạm xuống. Hiện giờ tộc xà nhân đã cùng đế quốc gia Mã buộc chung trên một cái thuyền. Nếu đế quốc gia Mã tan tác, vậy thì tộc xà nhân tất nhiên cũng không ngăn cản được liên minh của ba tông môn kia. Mà nghĩ đến việc nếu tộc xà nhân bị đánh bại, vô số tộc nhân bị bắt đi làm nô, bàn tay Nguyệt Mị liền nắm chặt lại. Cái loại kết cục thê thảm này còn khó chịu hơn so với cái chết. Tiêu Viêm chậm rãi gật gật đầu, chợt ngẩng lên trời thở dài ra một hơi. Tình thế này đúng là rất không ổn à. Ba gã đấu tông đưa ta đi căn cứ Hắc Sơn. Một lát sau, Tiêu Viêm cúi xuống, đột nhiên trầm giọng nói. Nghe thế, Nguyệt Mị cũng không có chút nào ngoài ý, khẽ gật đầu, thở dài nói: Đi theo ta. Cứ thế Tiêu Viêm cùng Tiêu Mị lập tức phi hành, Tử Nghiên gần đó cũng bay theo cả hai, thân hình theo sát phía sau Nguyệt Mị. Ánh mắt Tiêu Viêm trông về phía xa, nắm chặt tay, thì thào lẩm bẩm: Thải Lân, kiên trì đứng vững, ta lập tức tới đây. 3333 căn cứ Hắc Sơn nằm ở biên giới đông bắc của đế quốc Gia Mã, là một tòa căn cứ có quy mô to lớn nhất trong phạm vi ngàn dặm. Từ khi xây dựng cho đến nay đã đứng sừng sững hơn trăm năm mà không ngã. Trong nhiều lần đại chiến vẫn không thể lưu lại được dấu vết cho chỗ căn cứ khổng lồ này, bởi vậy có thể thấy được sự chắc chắn đáng sợ ra sao. Căn cứ Hắc Sơn bây giờ gần như trở thành một chỗ mà Viêm Minh, tộc sản nhân cùng ba tông môn giao phong kịch liệt nhất. Vài cuộc chiến mấu chốt có thể quyết định kết cục chiến đấu của hai bên đều bùng nổ ở đây. Mà hôm nay, một trận đại chiến mạo hiểm hơn so với bất kỳ trận chiến nào trong quá khứ cũng sắp triển khai. Vô số ánh mắt đều tập trung đến đây. Nguyên nhân vì sao tất cả mọi người đều biết. Nếu Mỹ Đỗ Toa có thể dưới sự liên thủ của Lạc Nhạn Thiên cùng ba vị trưởng lão của Mộ Lan Cốc mà không bại, vậy thì đế quốc Gia Mã có lẽ có thể còn cơ hội thở dốc một hồi. Còn nếu thất bại, vậy thì đế quốc Gia Mã, Viêm Minh, tộc xà nhân lập tức sẽ bị diệt trừ khỏi khối bản đồ này. Bởi vậy, trận đại chiến ngày hôm nay liên quan đến sự sống còn của đế quốc Gia Mã. Nhìn vào bình nguyên vô tận, có hai dãy núi to lớn cực kỳ nguy nga đứng sừng sững gần sát trời. Loại dãy núi cao ngất này, người bình thường căn bản khó có thể bám vào để vượt qua. Mà ở giữa hai dãy núi, có một tòa căn cứ vô cùng khổng lồ trấn giữ ở đây, giống như hồng hoang mãnh thú, trấn giữ con đường thông với bên ngoài của đế quốc Gia Mã. Chỗ căn cứ này là phòng tuyến quan trọng nhất trong lòng người dân đế quốc Gia Mã. Nếu một khi phòng tuyến này bị xé rách, vậy thì Gia Mã đế quốc lập tức sẽ bị quân đội thiết kỵ của ba đại đế quốc tấn công thẳng vào. Căn cứ có diện tích khổng lồ làm cho người khác phải chép miệng, trấn quỷ quan mà Tiêu Viêm đã thấy lúc trước so sánh với nó, không nghi ngờ là tiểu vu gặp phải đại vu. Cả tường thành của căn cứ đều do đá dung nham màu đen ở núi lửa làm thành, có tính chắc chắn đáng sợ dị thường. Loại tường thành này, cho dù là đấu hoàng cường giả công kích cũng có thể ngăn cản được rất lâu. Trên tường thành, tùy ý có thể thấy được quân đội đông đúc, thậm chí còn có vô số nỗ xa rất lớn. Trên nỗ xa đã sớm trang bị xong mũi tên bằng tinh cương to như bắp chân, tùy thời đợi bùng phát lực lượng kinh người. Mà dưới sự phòng thủ của vô số quân đội,
phòng tuyến này có thể nói là phòng thủ kiên cố. Mặc dù là liên minh ba đế quốc lớn, nếu muốn mạnh mẽ công phá cũng phải trả một cái giá lớn mới có thể công phá được. Ở vị trí trung tâm của tường thành, có mười mấy bóng người có danh vọng lớn lao trong đế quốc đang đứng sừng sững ở đấy. Giờ phút này, ánh mắt của bọn họ đều mang theo một tia lo lắng nhìn phía xa vô cùng bên ngoài căn cứ. Nơi đó, quân đội rậm rạp giống như mây đen kéo đến, đưa mắt nhìn qua cũng không nhìn thấy cuối, mà nhìn từ mấy cái cờ xí lớn giơ lên trong quân đội, rõ ràng là quân đội liên minh của ba đế quốc lớn. Đương nhiên, khiến cho bọn họ lo lắng nhất lại không phải là những quân đội bình thường kia, mà là mấy cái cường giả của ba tông môn được che giấu bên trong quân đội. Trong mắt cường giả chân chính, quân đội bình thường cũng không có sự uy hiếp quá lớn. Chỉ cần một gã đấu vương cường giả là có thể dễ dàng chống cự một nhánh quân đội vạn người. Mà đây cũng chính là nguyên nhân vì sao cường giả trên đại lục có được địa vị vượt qua vương quyền. Đại lục đấu khí, cường giả cao nhất, vương quyền thứ hai. Trên tường thành, toàn bộ các thành viên chủ chốt trong viêm minh đều đang lo lắng với thế cục trước mắt. Nữ vương bệ hạ, thương thế của người đã tốt chưa? Bàn tay vỗ nhẹ bánh xe lăn, Tiêu Đình quay người lại nhìn nữ tử xinh đẹp lạnh lùng ở bên cạnh. Ở địa phương bị che kín bởi máu tanh cùng giết chóc này, dung mạo động lòng người của nàng quả nhiên là làn gió mát. Ánh mắt lạnh như băng của Mỹ Đỗ Toa vẫn chăm chú nhìn về chỗ xa, có lẽ bởi vì quan hệ với người kia, vẻ lạnh băng trên gương mặt đẹp đẽ kia có chút giảm bớt. Nói, dùng đan dược do luyện dược sư của Viêm Minh luyện chế đã khôi phục không ít, mặc dù có hơi giảm bớt lực chiến đấu nhưng cũng không phải lo lắng nhiều. Tiêu Đình cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu, nói, ngươi vất vả rồi, ta cũng là lo lắng vì tộc xà nhân mà thôi. Bây giờ mọi người môi hở răng lạnh, một bên tổn thất sẽ dần đến kết cục tất cả bị hủy diệt. Mỹ Đỗ Toa lắc lắc đầu, hơi hơi quay đầu đi, ánh mắt nhìn về ma thú sơn mạch ở phía xa, cắn cắn răng, trong lòng thở dài nói, ngươi còn chưa ra khỏi bế quan sao? Nếu làm chậm thêm nữa, sợ rằng đến lúc đó Gia Mã Đế quốc thật sự muốn bị hủy diệt rồi. Ai cũng không biết tam đệ đến tột cùng là như thế nào. Lần này bế quan không ngờ thời gian đã gần một năm, ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt à. Nhìn thấy ánh mắt của Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Đình cũng biết suy nghĩ trong lòng nàng, xoa xoa chán, cười khổ nói, tên tiểu tử hỗn đản này, mỗi một lần đều đùa kiểu này, nếu hắn tiếp tục không về, Viêm Minh này phải xong đời. Hải Ba Đông ở một bên nghe vậy cũng nhịn không được mở miệng nói. Đột nhiên một loạt tiếng trống như tiếng sấm từ đằng xa chậm rãi chấn động truyền đến, ảnh hưởng đến toàn bộ căn cứ. Bọn họ muốn bắt đầu tiến công, nghe được tiếng trống rồn rập, sắc mặt của đám người Mỹ Đỗ Toa đều ngưng trọng. Không lâu sau khi tiếng trống vang vọng, mặt đất bắt đầu chấn động, biển người nhìn không thấy điểm cuối ở phía xa giống như sóng biển dâng tràn về hướng căn cứ. Bước chân đạp xuống đất vang lên tiếng ầm ầm, vang vọng giống như tiếng sấm phía chân trời, làm cho tâm hồn người khác cảm giác có áp lực cực kỳ nặng nề. Tất cả đấu vương cường giả của Viêm Minh, tộc xà nhân phân tán đến các nơi phòng tuyến, canh phòng nghiêm ngặt đấu vương cường giả của đối phương, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Tiêu Đình quay đầu lại lạnh lùng nói, mà sau khi nghe được thanh âm mệnh lệnh của hắn, nhất thời vang lên rất nhiều thanh âm đáp lại, chờ từng đạo bóng người nhanh như chớp bay vút ra. Các vị, trận đại chiến ngày hôm nay liên quan đến sự sống còn của Gia Mã Đế quốc cùng tộc xà nhân, bởi vậy phải liều mạng. Ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, Tiêu Đình trầm giọng nói, nghe vậy sắc mặt mọi người cũng nặng nề, gật đầu mạnh. Trận chiến này liên quan đến sự sống còn, theo phía trên căn cứ đi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ở biển người đông nghìn nghịt kia, tiếng giết tràn ra vang vọng khắp trời, bầu trời phía trên biển người, từng đạo ánh sáng bay vút. Hiển nhiên, những cái đó chính là cường giả của ba tông môn, cũng là nhân vật làm cho áp lực lên căn cứ Hắc Sơn tăng mạnh. Khi dòng người đông nghìn nghịt nhìn không thấy cuối, còn cách căn cứ hơn nghìn mét thì kịch liệt ầm ầm dừng lại. Một cỗ sát khí hướng lên trời từ giữa tràn ra, cuối cùng trực tiếp bao phủ cả căn cứ Hắc Sơn. Đại quân dừng lại, từng đạo ánh sáng giữa không trung bay vút, chờ từng đạo bóng người sau lưng mọc lên hai cánh bằng đấu khí xuất hiện, ánh mắt ẩn giấu sự khinh thường nhìn căn cứ Hắc Sơn phòng ngự xâm nghiêm kia. Ha ha, không ngờ rằng Gia Mã Đế quốc các người lại ương ngạnh như thế, lại có thể kiên trì được gần một năm dưới tay liên minh ba đế quốc lớn của chúng ta đại quân đối mặt. Một đạo tiếng cười hùng hồn đầy hung hăng ngang ngược đột nhiên vang lên, cuối cùng chậm rãi quanh quẩn phía trên bầu trời. Nhạn Lạc Thiên nghe được tiếng cười kia, phía trên căn cứ sắc mặt của đám người Mỹ Đỗ Toa nhất thời trở nên lạnh lùng, từ trong miệng phun ra một cái tên có được uy vọng vô cùng tại đế quốc Lạc Nhạn. Mà theo tiếng cười hạ xuống, một đạo ánh sáng vàng rực chói sáng đột nhiên từ trong đại quân mạnh mẽ xông lên trời, chợt lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt mọi người lướt qua liền thấy một vị nam tử thân mặc quần áo vàng đang lơ lửng trên không. Ở phía sau hắn có một đôi cánh nhạn màu vàng to lớn dị thường, kim quang lấp lánh giống như thiên thần. Khuôn mặt Mỹ Đỗ Toa lạnh như băng, nhìn chăm chú vào Nhạn Lạc Thiên, chờ thân hình chớp động xuất hiện lại thì đã lên đến bầu trời bên ngoài căn cứ. Ánh mắt nàng đảo qua Nhạn Lạc Thiên, cũng cười một tiếng, một cái hai sao đấu tông mà thôi, cũng dám làm bừa trước mặt bổn vương. Ha ha, không hổ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, quả nhiên là hào kiệt trong giới nữ. Hôm nay liền do ba người chúng ta cùng Nhạn Tông chủ đến giao thủ với ngươi đi. Ngay khi thanh âm của Nhạn Lạc Thiên hạ xuống thì ba đạo ánh sáng khác nhau cũng từ trong quân đội ở phía dưới lướt ra, cuối cùng hóa thành ba lão giả cười tủm tỉm,
hiện ra giữa không trung, nhìn ba vị lão già xuất hiện, còn người của Mỹ Đỗ Tòa hơi co lại, khuôn mặt lạnh như băng, nói ra từng chữ một. Mộ Lan Tam lão, ba lão giả hiện ra trên bầu trời đều mặc áo bào màu xanh, chỉ là trên mỗi áo bào đều có hình của ba loài thú khác nhau, sư tử, hổ và gấu. Những hình đó nhìn qua không hề giống với kim tuyến, chỉ theo làm thành, ngược lại giống như loại năng lượng huyền bí khác lạ nào đó ngưng tụ thành. Bởi vậy, khi ánh mắt quét tới ba con mãnh thú dị thường dữ tợn kia thì dường như chúng đang chừng ánh mắt hung tợn màu đỏ tươi kia bắn lại. Nếu như người có tâm trí không vững vàng, chỉ sợ chịu không nổi mà hai chân mềm nhũn ra ở dưới ánh mắt cuồng bạo tràn ngập sát ý đó. Mặc dù xem khí tức của ba vị lão giả áo xanh này dường như chỉ ở vào cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong, nhưng trên gương mặt của Mỹ Đỗ Toa lại có thêm một chút ngưng trọng khó có thể che giấu. Tam thú man hoàng quyết mà ba người này tu luyện có chút kỳ dị, liên hợp lại có sức chiến đấu kinh người, cho dù là nàng cũng phải cẩn trọng. Kết thúc tập này ở đây nhé mọi người, nếu thấy hay hãy để lại một like và bình luận bên dưới cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người.